Rồi chú chào con. Nghe nói con là chị của Khánh Hưng hả? Dạ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 11 tuổi. Con tên gì? Dạ con tên Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Vậy là năm nay con học lớp 5? Dạ lớp 5. Lớp 5. Con học trường gần đây không? Dạ con học trường dạ gần. Con là chị vậy thì sau khi mà ba mẹ con bỏ đi con có buồn nhiều không Duyên? Dạ, dạ có. Vậy hả? Con là chị thì con phải cố gắng để mà làm gương cho các em ha. Dạ. Rồi bây giờ nghe nói con có đàn rất hay, hôm nay con có thể đàn tặng cho mọi người nghe bài gì? Dạ, bài Lý Tương Phùng. Lý Tương Phùng. Và bây giờ con đã sẵn sàng đàn chưa? Rồi. Dạ. Có lẽ là con hơi căng thẳng phải không?